đề bài cho như sau các bạn. Tính chu vi của một hình tam giác vuông nè, A, B, C, tính chu vi của cái tam giác đó, chấm hỏi. Thì chu vi ta phải biết ba cạnh này, được chưa? Chu vi của một tam giác sẽ bằng tổng ba cạnh cộng cộng lại. Biết rằng độ dài cạnh góc vuông này hơn độ dài cạnh góc vuông kia 1 mét, thì ta gọi x là cạnh góc vuông, dài nghe các bạn, y là cạnh góc vuông, ngắn ngắn đó, dài ngắn. Vậy mình theo đề bài ta có, nè, cạnh góc vuông này hơn cạnh góc vuông kia 1 mét, giờ là lấy thằng lớn trừ thằng bé ra 1 mét. Và tiếp theo cạnh huyền là cạnh này nè, thì mình biết cạnh huyền này, cạnh huyền thì các bạn nhớ đến định lý Pythagore, bình phương cạnh huyền, xin lỗi, bình phương, dạ đúng rồi, bình phương cạnh huyền là bằng tổng hai bình phương cạnh góc vuông. Vậy là cạnh huyền là 5 mét. Vậy mình sẽ có gì vậy? Cạnh góc vuông này bình nè, đó, cộng cạnh góc vuông này bình sẽ bằng cạnh huyền bình, mà đề bài cho 5 thì ra 5 5 bình, được 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 chưa? Rồi tới đây thì các bạn muốn tìm x thì các bạn giữ thằng y lại, chuyển thằng x qua, vậy là trừ y bằng 1 trừ x, và cái biểu thức dưới các bạn viết viết lại bằng 25, tương tương đương. Mang cái dấu trừ này qua thì các bạn này đổi dấu, vậy là y bằng trừ 1 cộng cộng x, bình cộng y bình cộng 2, xin lỗi, bằng 20, 25. Tương đương thì để cho đẹp thì các bạn để x trước để cho nó ra phép, để x trước nha các bạn, để x trước y bằng, nhớ đi đâu đổi dấu giúp đỡ, đi đâu thì mang theo dấu, xin lỗi, đi đâu thì các bạn mang theo dấu nha. Rồi biểu thức dưới các bạn viết lại nè, sau đó các bạn chỗ nào có y các bạn thay bằng x trừ 1 giúp đỡ thì tương đương nè, biểu thức trên các bạn viết lại x trừ 1, vậy là x bình cộng x trừ 1 tất cả bình bằng 25. Rồi tiếp tục như vậy, biểu thức trên các bạn viết lại và các bạn khai triển hàng ngang thức đây, là x bình nè cộng x bình trừ 2x cộng 1 bình bằng 25. Sau đó các bạn chuyển vế đổi dấu, và rút rút gọn nha. Vậy tương đương nè, tương đương, biểu thức trên viết lại, đây với đây ra 2x bình, đây ra trừ 2x, đây chuyển qua là 1 bình ra 1 trừ cho 24 là trừ, xin lỗi, trừ 25 là trừ 20, 24. Đây phương trình bậc 2, các bạn bấm máy máy tính y bằng x trừ 1. Và các bạn nhớ nè, do vấn đề ở đây là x y là độ dài thì x phải lớn hơn hơn 0 nè, và y cũng phải lớn hơn 0, nhưng do x là càng dài nên x phải lớn hơn hơn y, các bạn nhớ điều kiện ở đây, được chưa? Rồi thì các bạn bấm máy tính nè, bấm phương trình bậc bậc 2 nha, các bạn bấm nè, on mod 53, bấm nè 2 trừ 2 trừ 24, 2 bằng trừ 2 bằng trừ 24 bằng bằng, thì mình ra 4 và trừ trừ 3, vậy mình sẽ ra là x bằng 4 và x hoặc nha, x bằng trừ trừ 3, do hàng này là số âm loại cái này nhận, sau đó các bạn thế vào đây, vậy tương đương y bằng 4 4 xin lỗi, thế vào đây 4 trừ 1 là 3 và x bằng bằng 4. Vậy mình có cạnh thứ nhất là bằng 3, cạnh thứ hai là bằng 4, đây cạnh này là 3 nè, cạnh này là 4 nè, và ở đây hồi nãy cạnh huyền của mình là 5. Vậy muốn tính chu vi của nó thì các bạn nhớ chu vi hình tam giác, sẽ bằng 3 cộng 4 cộng 5 bằng bao nhiêu ạ? À? Bạn comment kết quả ở phía dưới giúp đỡ nha các bạn, và đáp số được chưa ạ?